Xin chào tất cả, chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay thì mình cũng như mọi khi đi thăm lưới bẫy rắn nha các bạn. Bữa nay mình thăm ở đầu trên, nãy giờ mình lội ra ba tay cũng không dính mấy bạn ơi. Trong bờ xài này mình có con tay nha các bạn. Tay này lúc trước mấy bạn nhớ có cái clip mình quay dính con hổ hành bự mà nó chết không mấy bạn. Đồng lúa mình giờ ở đây thì giờ người ta dặm chân nha các bạn. Đó, bên đó xa xa có mấy cô dặm lúa đó. Còn đây ông anh đang sửa sang xịt thuốc nha mấy bạn. Xịt thuốc lúa thì ở đằng trước này có con tay mình đi thẳng lại luôn nha mấy bạn. Cũng gần đây mấy bạn. Rồi từ xa thấy có dính mấy bạn ơi, dính văng lãi nha mấy bạn. Cả này có dính là mơ ham rồi mấy bạn ơi. Không phải như trước, tay này lúc trước cũng có dính con rắn hổ hành bự mà chết nè mấy bạn nhớ. Ngay chỗ bụi này là bây giờ người ta xịt bờ mấy bạn thấy trong lỏng gì chân không? Cho nên tỷ lệ mình văng dính nó cũng thấp lắm nha mấy bạn. Đó. Con lãi này cũng nhỏ không to hung nha mấy bạn. Rắn này rắn cái mà rắn này mới đẻ ra này mấy bạn ơi. Cái đẻ rồi. Đẻ vậy mình khỏe nha các bạn, chứ nếu nó chưa đẻ mình ra mấy cô bạn hàng chơi nha các bạn, còn đẻ rồi thì mình hết sợ rồi. Rắn này thì cũng không to hung, rắn này khoảng 300 g mấy bạn ơi. Cỡ này đi dính đường con là mừng con nha các bạn, cỡ này không phải như trước nha các bạn. Mình kiếm được một bữa vậy đi khoảng 5 con là mình thấy vui nha mấy bạn. Còn như không phải như trước gặp dính rắn lãi còn chơi, còn bây giờ rắn lãi là mừng rồi đó. Giá đây tới cuối nó dính vài con bự bự to to đồ, mình quay cái clip cho đẹp mấy bạn xem chơi. Tại lưới này bẻ gãy đài luôn mấy bạn ơi. Văng từ hồi lúc mà mùa đó mình tới giờ thì mấy bạn suy nghĩ đi, giết nó một lưới hết trơn luôn đó nha mấy bạn. Con này thì quấn hơi sâu rồi, không có đường sảy rồi. Đó, mấy bạn thấy ngóc đầu đá không? Con này mà mình đi trễ là trời nắng lên rồi cũng chết nha mấy bạn. Tại cỡ này trời nắng quá mấy bạn ơi, với hơi phơ khơi nè mấy bạn. Tại do bờ người ta xịt thuốc cỏ chứ mà người ta ấy đồ nó chống hết đó mấy bạn. Tại vụ lúa đông xuân của quê mình là phải dọn cỏ gì mấy bạn ơi, đừng cho chuột thuốc chuột đồ á, đừng cho nó sạch chết, nếu mà không mình để cỏ tùm chuột nó bu cắn lúa nha mấy bạn. Cho nên quê mình ta sẽ dọn trống lỏng rồi. Mấy bạn coi đuôi gùng nè. Đó, nó muốn đấu với mình đó nghe mấy bạn. Đó, bạn thấy đuôi gùng hạch hạch không? Đó. Trên sầm ông với mình đó. Rắn này mới đẻ ra nè mấy bạn ơi. Bởi vì nó hơi ốm. Rồi mấy bạn cũng cho mình ngưng clip đây ha, tại do mình đi mình lên nha các bạn. Mình xử lý nó rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình test lại mấy bạn xem. Nãy giờ mình lội cũng gần hết luồng lưới luôn mấy bạn ơi, mà còn có mấy tay nó vô lộ rồi mình đi thăm luồng khác nha các bạn. Nó dính được con lãi nha các bạn. Đó thì thành quả nãy giờ được mấy con lãi nha các bạn. Dưới đây là một cái túi với thêm mấy cái một cái thuốc mình hút với ba cái lưới mình để đem theo, có chỗ nào chuột cắn gách đồ mà có dính đồ gách đó mấy bạn mình thay này nha mấy bạn. Còn đây mới một chú rắn lãi nha mấy bạn, mà cũng đáng tiếc mấy bạn ơi. Luồng này theo như nãy giờ mình đừng có bị mắc lưới đó, ha, là theo mình đón dính được ba con mà cuốn hết hai tay mấy bạn ơi. Bạn suy nghĩ mình giăng nguyên luồng lưới vậy mà nó cuốn hai tay thì mấy tay dính nó mới cuốn không nha bạn, còn không dính không cuốn nha bạn. Hai tay đó mình lại thấy nó quậy cũng đỡ lắm các bạn, mà mình không xác nhận được rắn gì, tại do bây giờ trời nắng quá nè các bạn, nó khô quá đó, nó quậy quằn thì mình biết vậy thôi, nó không có mùi như trời mưa nghe các bạn. Như trời mưa mình lại mình nhìn là mình biết rắn bự nhỏ với rắn gì các bạn. Hai con đó mình nghi cỡ nãy dính hổ hành với rắn lãi đó, nhưng mà chắc mình đón rắn lãi đi. Cỡ này mấy bữa nay có dính rắn lãi lại la gai nha các bạn. Đây đó được con đó các bạn, con này cũng cỡ 350 g 400 g nha các bạn. 350 g được chứ 400 chắc không nổi. Cỡ này quê mình gắn lãi này có giá lắm nha các bạn. Rồi đây mình cũng có con tay nha các bạn. Đó, đằng trước này cũng có con tay nha các bạn. Vô bờ này được 3-4 tay nha các bạn. Rồi mình vô lộ mình đi thăm luồng khác. Tiếc quá các bạn ơi. Để thăm cỡ này thắt thu các bạn, thấy nó ít có khi nào dính thấy không? Mà dính được mà thấy người ta cuốn cũng thiết nha các bạn. Không biết gắn gì mà cuốn sao đâu. Tiêu hết trơn, lỡ thấy quẹn hoàng tưởng gắn bự lâu không mà rút cuộc người ta cuốn các bạn ơi. Thì mình cũng nói mấy bạn biết luôn ha, mình đi văng lưới này á, mấy bạn muốn biết người ta nhổ hay là con rắn lôi là dễ bẹt hả mấy bạn. Thông thường rắn mấy mình bảo đảm mấy bạn bự cỡ nào nó lôi không bao giờ nổi, nó nhổ được một cây đài thôi. Mình đây mình cấm mình cho nó, mình muốn cho nó nhổ cây nào là nhổ cây đài đó đó. Mình rút lên rút xuống mình nhúng nhúng vài cái là mình muốn cho đi nhổ đầu nào rồi quấn vô cỏ. Nhiều khi mấy bạn văng chỗ trống trống một đầu có cỏ một đầu không á, mấy bạn nhắn cái cây đầu dưới, nếu mà cây dưới có cỏ thì mấy bạn để cây đầu dưới yên đó, còn cây đầu trên mấy bạn nhúng chút nhích một cái mấy bạn cắm xuống rồi mấy bạn văng bình thường đi. Nếu mà có dính gắn nhất định nhổ được cây đài mà mình lắc đó đó là nó quấn lên trên cỏ, là một là người ta khó thấy, hai nữa là nó ít chết nha mấy bạn. Còn mình mà để hai cái cây cứng nhắc ha là mấy gắn bự nó tỷ lệ nó hay chết lắm mấy bạn.
tại vì do nó quậy lắm, gắn bự nó quậy dữ lắm vậy. Rồi ở trước này mình có con tai nha các bạn, và tai này chắc có hàng hay gì thấy quậy quá nè các bạn, sao không thấy gắn mấy bạn nè, các bạn thấy lưới mà nó dùng lại gì không bạn nè, đó dùng lại gì đó là có hàng nữa bạn. Đây em thấy hình ở trên đầu, trên hình mấy bạn ơi, nó rút vô trong cái đầu này rồi, các bạn thấy không đó, nó dính rồi cái là mấy bạn lại thấy lưới nó xe con chút xíu vậy nha bạn, tại lưới mình gắn đây là mày mày con khúc hả, đây để mình lôi nó ra nha các bạn, còn sống mấy bạn ơi, hên hên u con này to nha các bạn, đã quá rồi đó mấy bạn thấy chưa, đó con này to nha mấy bạn, con này cỡ 600g nha mấy bạn, đó này trong bụi mình quay hơi khó mấy bạn thông cảm gì mình nha, đó nè bạn thấy trong bụi cây nổ dưới ba cây nhãn lồng rồi nha mấy bạn, đó cỡ này nó đi la gai mấy bạn thấy đã không, đó nằm một đống nha mấy bạn, con này từ 600g, con này bự cái dính được cái đầu không nè mấy bạn thấy không, đó dính có cái đầu không nha bạn, nằm một đống đó. Đã không mấy bạn, rồi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây nghe mấy bạn, rồi mình đi tới tay tiếp theo mình có dính mình test lại, tại mình đi một mình đó mấy bạn thông cảm giùm, định mình xử lý nó nghe mấy bạn, tại đi lợi mình tháng gì thích thuê nha bạn, thôi cho mình ngưng máy nghe mấy bạn. Thành quả nãy giờ được 2 chú nghe các bạn, mình đang ngồi nghỉ đây các bạn, ở đây con tay không dính mấy bạn ơi, đó nhìn thấy mình văng thuốc với mé đó là dưới đó không, đó nhìn thấy được cái đài không, phải lưới nhìn không thấy luôn mấy bạn, tại trong bóng mát đó mấy bạn, lưới của mình văng giống như lưới tàng hình như các bạn nên cũng khó nhìn thấy lắm mấy bạn. Đây đồng ruộng mình giờ lúa xanh dần chân nha các bạn, trên bờ thì người ta cũng ấy chống hết, có cái bờ này còn đỡ đỡ nè mấy bạn, bờ này nó có cỏ lai gai, đây vô chổng mình cũng có văng mấy tay nha các bạn, 3 tay. Tay đầu tiên mình không dính nè, mình test thẳng vô luôn nha các bạn, gần vô tới lộ đó mấy bạn thấy lộ đó đó, mình vô lộ bắt đầu mình đi chạy dài về xuống dài mấy luồng kia nha các bạn, phải nãy đừng bị đặt nữa là bữa nay mình được 4 chú rồi đó mấy bạn, đa số đi văng này thì mấy bạn thấy dính nó cuốn nha, không dính không cuốn, nguyên dọc lưới đó mình văng cũng cỡ 20-30 tay lưới đó mà nó cuốn 2 tay à, còn 2 tay dính đó làm như nó khó thấy trong lùm hay gì đó. Đây mình có con tay nữa nha các bạn, chà có hàng mấy bạn ơi, hàng chi mình nhìn thấy làm gì mà nó hơi quắn quắn, hơi bị ruộng cỏ, con này nó dính sát đầu đài mấy bạn ơi, con này là né lưới nha mấy bạn, phải thành nha, bữa nay ngày quá bạn ơi, còn sống không, còn sống không ơi, còn sống đây này. Còn này dính sát đầu đài, nếu mình sơ ý mình đi thăm mình nhìn khúc dưới đó không mà mình nói nó không dính nha bạn, cỡ này mình đi mình để ý kỹ một chút mấy con gắn né lưới nó đi sát đầu đài nha mấy bạn, đây con này nhỏ hơn con nãy chút nha mấy bạn, bữa nay im nha, bữa nay mới luồng lưới này làm mấy em chú hô hành là thấy khỏe bụng nha mấy bạn, con này hai con này chắc cận ký cho lên mấy bạn ơi, hai con này hơi khá to nha mấy bạn, đã không mấy bạn, đó nằm một đống đi thăm mà lại sáng dị thấy đã nha bạn, mà cái gì đi thăm lại mà thấy vậy rồi mà ta lướt mắt tiêu rồi mấy bạn hiểu rồi đó. Mấy bạn biết sao không? Cỡ này hô hạnh nó hay đi nè, bởi vì mà trên khu gan nè mấy bạn thấy không? Cho nên mình nãy mình đón không được là con gắn gì luôn, tại vì nó quậy mà cũng dùng một lẫm vậy nè các bạn. Rồi lại thì cuốn ta lưới rồi nên mình không xác định được con gắn nó gắn gì mà mình nghi cái hô hạnh quá. Tại vì cỡ này mình thấy hô hạnh nó đi hơi mạnh nè mấy bạn. Cỡ này gắn lãi gì không ngựa thì cũng có đi gắn lãi đi vài ba con thôi chứ còn hổ ngựa không thấy luôn mấy bạn ơi, nó đâu mất tiêu chân rồi. Chỉ còn cỡ này thấy đi thăm cử nào không gài thì mình cũng được con hai con hỗn hành, có chiến thì 3 con 4 con mà ra số cỡ 2-3 con 2-3 con nhiều mấy bạn, tại vì mình đi thăm lần liền mà mấy bạn, với mình bảy lứ chứ không phải như bảy lợp nha bạn, lợp mấy bạn để nhiều khi cả từng 5-7 bữa mấy bạn thăm thì dính nhiều, còn mình này mình như mình đi lai gai hoài á, cỡ này á, nhờ cái mấy bạn biết gì không, ít dính mà nhờ có giá nha mấy bạn, có giá nên mình thăm cử mình kiếm được vài trăm cũng đủ sinh sống gia đình mấy bạn ơi, chứ còn mình để ấy nó chết nha mấy bạn, đi trễ cái nó chết, trời này trời nắng nè các bạn, mang gắn lãi nó hay chết lắm mấy bạn ơi, còn hô hành này tỷ lệ chết nó cũng hơi bị hiếm nha các bạn, con này nhỏ hơn chút cái mấy bạn thấy nó lúi đầu ra được nè thấy không, nó nông mặt lưới ra được nữa không, còn cái con nào bự là cả như hồi nãy mấy bạn thấy nó dính được có cái chà mỏ này không nè, là mấy con nó bự đó nghe các bạn, con này cũng cỡ nửa ký mấy bạn ơi, con này nửa ký thủ, con này nửa ký, còn này cỡ 600g hơn 600g, mấy bạn thấy bóng giòn đã không, đi đây nó dính là một đống là thấy thê nha các bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình xin ngưng máy đây nha mấy bạn, mình xử lý con gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại mấy bạn xem ha, tại mình đi con mình mấy bạn thông cảm giùm.
Rồi nãy giờ mình lội hết lưới luôn nha các bạn, nó không dính với bạn ơi. Về ra càng tới đường lộ nữa các bạn. Mới vô làm ngon quá làm sao mà tự nhiên hơi nó sựng lại, nó không dính mẹ chân mấy bạn ơi. Giờ này tới trưa nghe các bạn. Giờ này 11 giờ mấy rồi. Trời quá quẩy mà. Mới ra mở hàng mấy tay đầu thì dính đâu được ba con rồi, cái luồng trên đó dính ba con với bị người ta cuốn hết hai tay lớn nữa bạn, tưởng bữa nay trúng rồi, không ngờ hai luồng dưới này không dính một con nữa mấy bạn, quá thắt mấy bạn ơi. Nhưng mà nói chung là cỡ này vậy cũng được rồi mấy bạn ơi, tại vì mùa này nó muốn hết mùa nha mấy bạn, nó muốn dính dính muốn hồng hồng mấy bạn ơi, nó không có chắc như mùa nước mùa đầu mùa nha mấy bạn. Đầu mùa mình đi thăm là mình vững lắm, còn giờ thì nó hên xui lắm. Giờ nhiều khi có bữa trúng to, có bữa thắt nha mấy bạn, mà bữa nay vậy cũng tạm được nha mấy bạn. Tại được hai chú hổ hành này không cũng ký hơn cứng ký rồi mấy bạn ơi. Chứ còn ăn lãi nữa bạn, bữa nay ba con còn sống không à. Không có bị hao cỡ nên bữa dính yêu cầu 3 4 con, 4 5 con vậy mình cũng thấy vui nha mấy bạn. Bây giờ chứ không phải như đầu mùa được mấy bạn ơi. Lần nào mình lại đây mình chào mấy bạn, chó con chó đó cũng sủa mình chơi mấy bạn. Rồi. Gì mày? Rồi, thành quả bữa nay coi như là một buổi sáng được nhiêu nha bạn. Được hai hổ hành to to nghe các bạn. Được hai em hổ hành, một em gắn lãi. Ba con bữa nay đẹp không mấy bạn ơi? Gắn bữa nay đẹp lắm. Đã không ạ? Ba con này chắc nằm được cỡ ký tư ký gửi mấy bạn ơi. Hai con hổ hành đó chắc cỡ ký mốt ký hai đổ lại hả? Như con gắn lãi đó thì 300-400 gram nữa là cũng được cỡ ký gửi gắn mấy bạn ơi. Bữa nay phải đừng có bị lưới tặc nữa nghe mấy bạn, là bữa nay mình cũng nói chung là tương đối trúng nha mấy bạn. Hai tay đó thì mình đón thế nào cũng có hổ hành nào mấy bạn ơi, tại vì cỡ này hổ hành nó đi nhiều, chứ còn mấy lỗi gắn kia thì dở mất tiêu chứ này, trốn nó hết rồi. Trời ơi táp mình mấy bạn thấy không? Đó nhảy vô đó đó mấy bạn, thấy nó lả nhạo ghê không, hùng quá hùng nha bạn. Có con hổ hành này to to nữa đó. Rồi thôi mình cũng xin kết thúc clip đây nghe các bạn. Mấy bạn có xem nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì đó nghe các bạn, để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo nghe các bạn. Thôi mình cũng máy bay mấy bạn, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.